Đây rồi. Rồi chạy luôn. Trời ơi, chế đây nha. Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Mọi người nhìn này, buổi trưa này, nắng chang chang này. Nhưng mà cái cảm giác được đem chim mồi đi đấu với bổ rừng nó quên cả mệt. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có được clip hay để dành cho mọi người cùng đam mê xem cho vui. Nắng quá. Ây da. Anh em này, bây giờ phải người chuyển chỗ. Hôm nay để ở dưới kia nó thấp quá, ở cái mương như thế này sẽ rút được. Không nhìn thấy con bổi nào. Đậu cao quá anh em. À đang xuống rồi, đang xuống rồi. Đang xuống. Đấy xuống này anh em. Bà lỡ. Như trẻ. Đây rồi anh em ạ. Khá đẹp đấy. Nhiều không? 4 con liền này anh em này. 4 5 con này. Con nào đang sang? Sẽ có một thanh niên xung phong. Còn trên này thì sao anh em? Chả biết con nào. Đấu mới con kia sao? Sợ này cái con má lỡ cái nhảy, má trắng cái nhảy vào. Trẻ lắm quá. Cái lá nó cứ bung. Cao quá. Bốn con liền. Đây con này. Đấy, con này đấu con kia kìa anh em. Lá này điên à. Đây đây ở đây. Chính con này. Đúng rồi đấy. Còn đấy có mỗi con đấy đấu dặn mà. Chạy rồi à? Đấy đấy đuổi đánh nhau rồi anh em.
Đấy. Trẻ. Này còn trên này, này đang thay dở đua hoàn thiện đuôi này. Về em nót chót này mới điên như này à, máu nha. Thế này. Đây rồi, đây rồi. Đấy, còn đằng sau này anh em. Không phải, con thay rửa. Con bé bé dễ vào lắm. Ui, trẻ rụt. Xấu quá. Đây rồi. Tí hòn, tí hòn. Thái độ nhấc nhão lồi lõm thế. Mồi bắt đầu rút. Chết rồi, xong rồi. May quá, được cái con đúng con đấu luôn. Quay đuổi rời đuôi. Phì như tên lửa luôn. May được cái con kia. Con đúng con đấu này, thay rửa đuôi này anh em này. Còn cái con bé bé này nó không vào kìa. Xem nó vào lốt không. Lại vẫn trẻ. Liệu sắp đôi không anh em? Thôi anh em ạ, thôi xin mình xin kết thúc ở đây, hẹn anh em những clip tiếp theo. Đúng vào cái con nó đấu đây rồi. Con kia thì nó không đấu cả. Thôi xin chào anh em nhá. À còn nữa, à còn nữa, à, máu đây. Nhảy bên kia. Hỗ trợ à, cứu à. Nào có dám vào nó không? Đúng một cái lá chè anh em ạ. Mình ngồi nắng này, đầy nắng này. Thế chỗ này.